Cơ quan công tố Đức cho biết an ninh nước này đã tiến hành đợt truy quét trên toàn quốc trong khuôn khổ cuộc điều tra một nhóm cực hữu bị cho là phát tán thuyết âm mưu và gây mất ổn định an ninh chính trị thông qua mạng xã hội. Cụ thể, lực lượng an ninh Đức đã tiến hành khám xét 20 căn hộ tại 8 bang, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại thông minh và thẻ dữ liệu. Đợt truy quét này nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra âm mưu của phong trào cực hữu Reichsbürger tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước. Nhóm này đã từng lên kế hoạch lật đổ chính phủ Đức hồi năm ngoái. Theo nhà chức trách Đức, phong trào Reichsbürger ước tính có khoảng 23.000 thành viên là những đối tượng có tư tưởng cực đoan cực hữu, theo thuyết âm mưu và thích súng đạn. Nhóm này tự đặt ra mục tiêu lật đổ trật tự hiến pháp hiện hành tại Đức và thay thế bằng nhà nước mới dựa trên mô hình đế chế Đức năm 1871.